Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Khi cầu thủ từ dưới đất truy lên, xoạc bóng cản phá bàn thắng. Ở trận siêu kinh điển vừa diễn ra, Marcelo được cho là có tình huống cứu thua xuất sắc nhất ngày khi tắc bóng thành công để truy cản Messi. Nếu hậu vệ 31 tuổi người Brazil không xuất hiện kịp thời, khung thành Real Madrid đã bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Bởi ai cũng biết Leo lợi hại như thế nào. Sau khi ngăn cản số 10 bên phía Barca, Marcelo ăn mừng đầy phấn khích. Hành động của anh hệt như bản thân vừa ghi được một bàn thắng quan trọng. Cùng xem video, cầu thủ từ dưới đất truy lên xoạc bóng cản phá bàn thắng nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Thủ môn luôn được xem là chốt chặn cuối cùng của một đội bóng. Vì vậy, khi vượt qua cửa ải này, đến 80% bàn thắng sẽ được mang về. Thế nhưng, trong nhiều tình huống, 20% còn lại vẫn có thể xảy ra. Đó là khi các cầu thủ còn lại cho thấy họ hoàn toàn có thể thay thế vị trí của thủ môn, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Điều thú vị là thay vì dùng tay như các thủ thành, người hùng trong các tình huống này lại sử dụng rất nhiều cách xoạc bóng khác nhau, không bảo vệ sự an toàn cho mảnh lưới đội nhà. Trăm nghe không bằng một thấy, ngay bây giờ hãy cùng Nhịp bóng đá điểm qua những khoảnh khắc khi cầu thủ từ dưới đất chui lên, xoạc bóng cản phá bàn thắng. Khi trọng tài chuẩn bị thổi còi kết thúc 90 phút của trận siêu cúp Anh 2019, Liverpool có cơ hội tuyệt vời để kết liễu Man City. Mohamed Salah sút bóng trong khu vực 16m50, song bị John Stones cản phá. Sau đó, tiền đạo người Ai Cập chớp thời cơ để đánh đầu vào khung thành trống, bóng lăn vào khung thành Man City khi thủ môn Bravo bị loại bỏ. Salah chuẩn bị sẵn tư thế ăn mừng, nhưng Walker mới là điểm nhấn trong tình huống này. Hậu vệ phải của Man City chủ động lùi về, sau đó tung người cứu thua theo kiểu ngã bằng đèn. Trái bóng được phá đúng thời điểm chuẩn bị lăn qua vạch bồi. Có thể nói pha cứu thua này chẳng khác nào một bàn thắng, bởi khi đó trận đấu đã bước vào phút bù giờ thứ 3 và tỷ số đang là 1-1. Đẳng cấp của Marcelo được thể hiện ở pha bóng truy cản Lionel Messi trong hiệp 2 của trận siêu kinh điển diễn ra vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. Cụ thể, ở phút 75, chân sút người Argentina có cơ hội dốc bóng khá thoải mái ở khu vực trung lộ. Rất nhanh, Marcelo có tình huống áp sát trước khi quyết định tung người xoạc bóng. Pha xử lý của số 12 Ryan thành công và khiến cho Messi không thể thực hiện cú dứt điểm. Nếu hậu vệ 31 tuổi người Brazil không xuất hiện kịp thời, khung thành của Real Madrid đã bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Bởi ai cũng biết Lionel Messi lợi hại như thế nào. Sau khi ngăn cản số 10 bên phía Barca, Marcelo ăn mừng đầy phấn khích. Hành động của anh hệt như bản thân vừa ghi được bàn thắng quan trọng. Tình huống diễn ra ở phút 62 của trận đấu, khi Genoa thực hiện pha lên bóng bên cánh trái, Kevin Agudo là người có pha đi bóng lắc léo rồi bấm bóng vào trong cho đồng đội. Đường truyền này loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Napoli để đến chân Andrea Pinamonti. Rất nhanh chân, tiền đạo của Genoa có cú dứt điểm ngay. Tưởng như bàn thắng đã đến với Genoa, nhưng Koulibaly đã có phản xạ rất nhanh để cứu thua cho Napoli. Bị lỡ đà ở đường truyền của Agudo, nhưng Koulibaly vẫn kịp lui về nhòi chân để đẩy cú sút của Pinamonti. Cú cản phá trong tích tắc giúp Napoli thoát thua đã được cổ động viên đội nhà hết lời khen ngợi. You stole my heart of gold.
Bị gọi là thánh bóng chuyền sau liên tiếp những sai lầm để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng dần dà, Matthijs de Ligt đã cải thiện để thi đấu tốt hơn. Chính anh là cầu thủ hay nhất trận Juventus thắng Atletico Madrid 1-0 gần đây. Sẽ rất dễ để hướng sự chú ý vào cú đá phạt siêu phàm của Paulo Dybala dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Nhưng đừng vì thế mà lãng quên de Ligt. Đây là trận đấu của de Ligt chứ không phải của Dybala, khi cầu thủ người Hà Lan như một hòn đá tảng ngăn cản mọi nỗ lực dồn ép của Atletico. Tiêu biểu nhất là pha phá bóng ngay trong chân của Angel Correa ở những phút cuối của trận đấu. Nếu không có pha can thiệp của de Ligt, có lẽ Correa sẽ ghi bàn gỡ hòa. Dù cho nhiều người vẫn hay nhận xét Sergio Ramos là mẫu trung vệ rắn với lối chơi có phần thô bạo quá mức, thế nhưng không thể vì điều đó mà phủ nhận kỹ thuật của ngôi sao người Tây Ban Nha. Trong nhiều tình huống, thủ quân của Real chứng tỏ giá trị của mình bằng một pha cứu thua trông thấy. Điển hình như trong trận gặp Valladolid, Sergi Guardiola đã khéo léo loại bỏ một cầu thủ của Real trước khi tung ra đường chuyền cho đồng đội đang băng xuống, đối diện trực tiếp với khung thành đối phương. Ramos khi đó cũng đang đà chạy về, nhưng không hiểu bằng cách nào, số 4 bên phía Real vẫn có thể thò cái chân dài của mình ra phía sau để phá đường chuyền của Guardiola. Chính nhờ cú xoạc ngược đó mà Los Blancos đã có thể tránh khỏi một tình huống nguy hiểm, hoàn toàn có thể dẫn đến bàn thua bất cứ lúc nào. Nhắc đến trung vệ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, người ta thường nhớ đến cái tên Virgil van Dijk đầu tiên. Sở dĩ như vậy bởi hòn đá tảng của Liverpool sở hữu thân hình hộ pháp cùng kỹ thuật tắt bóng thượng thừa. Điều đó đã được thể hiện phần nào qua trận đấu với Tottenham Hotspur mới đây. Lần này, nạn nhân của anh Đại là Dele Alli, ngôi sao trẻ của thành London đang băng băng tiến thẳng về khu vực cấm địa của The Kop. Bỗng thình lình, anh ngã nhào vì pha tắt bóng chính xác đến từ Virgil van Dijk. Trung vệ người Hà Lan cho thấy anh rất ít khi tấn công trực diện, nhưng mỗi khi điều đó xảy ra, cầu thủ đối phương hoàn toàn bị đánh bại. Nếu không phải là van Dijk, rất có thể Dele Alli đã mang về một bàn thắng cho Tottenham Hotspur trong tình huống này. Aaron Wan-Bissaka đã có một pha cứu thua cực kỳ quan trọng ngay trên vạch vôi trong trận cầu vòng 3 Carabao Cup giữa Manchester United và Rochdale. Tưởng chừng như Sergio Romero đã phải vào lưới nhặt bóng, nhưng Wan-Bissaka như từ dưới đất chui lên có mặt kịp thời để cản phá không tưởng. Người hâm mộ Man United đã hết lời ca ngợi pha cứu thua này bởi nó giúp cho Man United có thể giữ được tỷ số hòa cho đến hết giờ thi đấu chính thức và kéo sang loạt luân lưu. Phút 60 trận đấu giữa Liverpool và Bournemouth, Ryan Fraser thoát xuống đối mặt với thủ thành Adrian sau đường chuyền của Philip Billing. Cầu thủ người Scotland lốp bóng tinh tế, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Liverpool. Bàn thắng tưởng như ở rất gần với Bournemouth, nhưng sự xuất hiện của James Milner khiến Fraser cùng đồng đội không có cơ hội ăn mừng. Đội trưởng Liverpool lùi về nhanh trước khi xuất hiện đúng lúc, tung người phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Klopp một bàn thua trông thấy. Khi đó, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Liverpool. Nếu để Bournemouth ghi bàn từ pha bóng này, Lữ đoàn đỏ nhiều khả năng phải đối diện với nguy cơ có trận thứ 3 liên tiếp không thắng sau khi đã thua Watford và Chelsea trước đó. Vừa rồi chính là những tình huống khi cầu thủ từ dưới đất chui lên, xoạc bóng cản phá bàn thắng. Thế mới thấy, không chỉ có thủ môn mới có thể cản phá những cú dứt điểm nguy hiểm của đối phương, mà ngay những hậu vệ, trung vệ hay thậm chí là tiền vệ, tiền đạo cũng cho thấy.
Nếu bạn thấy video này thú vị, đừng quên để lại một like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.